Bạn có thích nghe nhạc? Yes. Bạn có thích được hát mọi lúc mọi nơi? Yes. Bạn có thích cháy quậy banh cái sân khấu? Yes. Vậy còn clip chính Gihera thì sao? Oh yeah. Hey yo, xin chào tất cả các bạn, mình đã trở lại. Thì trong vlog 2 này thì mình sẽ chia sẻ một trong những công việc, sở thích, thú vui và đặc biệt là cảm hứng của mình trong cuộc sống, đó chính là âm nhạc. Giống như tất cả mọi người thì mình rất thích nghe nhạc. Đặc biệt hơn và may mắn hơn là mình đã có nhiều cơ hội được đứng trên sân khấu để biểu diễn. Một sự thật như thế này đó là gia đình của mình thì không có bất cứ truyền thống hay hoạt động nào liên quan đến ngành nhạc hết. Và may mắn sao thì mình sinh ra thì hát cũng được. Hồi xưa mình còn nhỏ thì sớm mình mở toàn nhạc đỏ không à. Nên là suốt ngày tích phải nghe những cái bài như là Bác đang cùng chúng giáo hành quân, Lời bác dặn trước lúc ra đi, Đêm nay bác không ngủ, Giải phóng Sài Gòn, bla bla tùm lum hết kiểu. Thời điểm đó internet nó chưa phát triển nên là tích không phải biết nghe nhạc trẻ là nghe từ đâu, nghe những ca sĩ gì và nghe những bài gì là phổ biến ở thời điểm hiện tại. Đến năm lớp 7, lớp 8 thì gia đình gửi tích vào ca đoàn của nhà thờ để mà hát phục vụ thánh lễ. Thì thời điểm đó là tích cái gu âm nhạc nó già, mà nhìn tích ở ngoài nó già lắm chứ không có trẻ như bây giờ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đến năm lớp 10 thì đi thi một cái chương trình của trường vào dịp Tết, thì hát bài Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Trời ơi, hồi xưa hát cái bài đó cực sung, cực hay mà không hiểu sao rớt. Đến năm 11, 12 thì tham gia văn nghệ nhiều, thích hát hò nhiều hơn, thi karaoke nhiều hơn. Thời điểm đó thì nghe nhạc trẻ cũng nhiều, nhưng mà không hiểu sao là không thể nào mà biểu diễn được những cái bài đó so với các bạn cùng lứa. Những bài tiếng Anh hay là những bài nhạc trẻ. Cuối cùng khi mà đi thi cái gì thì tích cũng là độc nhất, là tại vì có mình tích là hát thể loại cách mạng. Năm nhất năm hai thì máu văn nghệ nó sôi lên. Và điểm đó là trào lưu acoustic phát triển rất là mạnh ở Sài Gòn. Vào năm 2012-2015 có rất là nhiều quán ở Sài Gòn, rồi nhiều tụ điểm để cho ban nhạc biểu diễn. Cũng đi đến những cái quán đó để mà xem các anh chị biểu diễn, hát ké, thấy ôi anh kia hát bài hay quá, chị kia hát bài hay quá, trời cái bài đó ý nghĩa quá. Rồi mình lấy cái tên mình note lại về tập tành nghe nhạc, lập ban nhạc. Sau khi đi học về quán cà phê để chuẩn bị biểu diễn, đó cũng là một trong những cái kỷ niệm vui trong cái sở thích của mình. Thì thời điểm đó thì nghe nhạc tùm lum hết, rất là đơn giản thôi, thích bài gì thì nghe, bài gì hay thì nghe, bài gì phong trào thì nghe. Khán giả yêu cầu mình hát, không hát được thì mình có yêu cầu chữa cháy. Lúc đó là mình không có một định hướng riêng hay là một cái chất riêng gì trong cái gu nhạc của mình. Cho đến khi gặp được ông anh, là ông đó tên Bi, hiện tại là guitarist của Sisterhood, là ban nhạc mình đang theo. Thì anh có một cái lời mời là em đến quán Sài Gòn 1968 đi, ở đó đánh nhạc hay lắm bạn, anh mở nước ngon này nọ mà đông vui lắm. Thì lúc mà nghe tên là ở Sài Gòn 1968 thì mình nghĩ đó là quán cà phê acoustic thôi, nhưng mà không, đến ngay cái lúc mà người ta biểu diễn, trời ơi, thay đổi suy nghĩ 180 độ. Tại vì quán cà phê đó là quán cà phê hát nhạc rock, người ta biểu diễn bài bản chuyên nghiệp, đánh trống ra, có cả keyboard, có cả bass, có cả guitar lead, khác hẳn hoàn toàn với một ban nhạc acoustic mà Tích nghĩ là chỉ cần guitar, cao horn và vocal là đủ. Âm thanh nói chung là bây giờ mà diễn tả là cảm giác là chỉ có chữ thôi. Sau đó thì mình thay đổi suy nghĩ và dần hình thành cho mình một tính cách âm nhạc riêng. Mình nghe rock nhiều hơn, nghe nhạc Linkin Park, nghe nhạc Simple Plan. Rock Việt Nam thì nghe các anh Bức Tường, nghe Maroon 5, nghe Parasite, rồi nghe Curve, nghe nhạc của anh Thái Châu. Nói chung là thời điểm đó thì không biết nhiều ban nhạc, thì chỉ thông qua Rockstone tập tành hát theo. Một thời gian sau đó thì mình nhận ra rock chính là cái định hướng âm nhạc mà mình cần phải đi. Ở nơi đó mình thấy được cái con người của mình, tính chất của mình, phong thái của mình, cái thái độ của mình, tất tần tật con người của mình khi mà mình được nghe rock và mình được hát rock. Khi mà nghe rock thì cái cảm giác nó rất là đã, cái âm nhạc nó cuốn mình theo mà buộc mình phải hòa theo, lắc lư theo cái giai điệu. Nhưng mà đôi lúc rock nó cũng rất là tâm trạng, khi mình nghe được cái lời bài hát thì giống như là cái bài đó nó viết cho mình vậy đó. Có nhiều người nhận xét rock nó ồn ào quá không thích nghe, mình lại thích cái sự ồn ào đó, cảm nhận được cái lời bài hát, cảm nhận được cái giai điệu, mình hòa theo được cái giai điệu. Cái đó là điểm hay của rock. Chứ rock mà không ồn ào thì thằng bóp hay bolero thì sao trời. Hey, giận tí. Ở rock thì mình cảm thấy là mình được sống thật hơn với con người của mình, con người thật chứ ngoài giới tính. Và đặc biệt hơn á là một trong những điều tôi thích rock giúp giảm cân. Cho đến năm 2016 thì Tích gặp được Sisterhood, gặp được những con người định hình cụ thể hơn về cái dòng nhạc rock, được nghe nhiều band hơn, được thử nhiều thể loại, được học nhiều cái phong thái biểu diễn, học được nhiều động tác nhảy biểu diễn nhiều hơn. Sisterhood dần dần mạnh lên, thì sau đó cũng đi show ở trong trường, cũng đi show bên ngoài, và sau đó là tổ chức những cái show nhạc lớn và mời các anh em ban nhạc từ cái trường đại học cũng như là bạn bè. Một cái dấu ấn đẹp đẹp khi ở Việt Nam vào năm ngoái đó là cùng Sisterhood tham gia mỗi cuộc thi âm nhạc, mà tại đó sức cạnh tranh và phong cách biểu diễn
đòi hỏi rất là cao. Ở đó thì mình gặp được nhiều ban nhạc anh em và chơi cho tới tận bây giờ. Hiện tại thì mình thấy có rất nhiều bạn có cùng chung đam mê, có cùng chung sở thích. Đó là được đứng trên sân khấu, được biểu diễn, được cháy hết mình ở trên sân khấu và được hòa mình cùng khán giả. Nhưng mà các bạn lại không biết bắt đầu từ đâu. Có cái lời khuyên nó hơi đại trà một tí, đó là các bạn thích làm gì thì các bạn làm. Các bạn thích hát thì các bạn cứ hát, các bạn thích sáng tác thì các bạn thích sáng tác, các bạn thích nghe nhạc gì thì nghe nhạc đó. Khi các bạn làm xong những việc đó, các bạn sẽ nhận thấy được là mình phù hợp với thể loại âm nhạc gì. Mình thích cái phong cách âm nhạc này, mình thích phong cách âm nhạc kia. Và từ đó tạo cho mình một cái gu âm nhạc riêng. Nhân tiện đây thì cũng xin giới thiệu với mọi người, ban nhạc Fish and Dust là một trong những ban nhạc rất quen thuộc đối với ban nhạc Sisterhood tại Sài Gòn. Thì hiện tại mấy anh em Fish and Dust đang có một cái mini show đầu năm cho năm nay với chủ đề là Kiss Never Grow vào ngày 14/4/2018 lúc 18 giờ tại địa chỉ là 261 đường Thành Công, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú. Với giá vé là 150k cộng một phần nước thì các bạn sẽ được sống trong một không khí rất là đã. Tại vì anh em đang mở cái quá trình bán vé rồi, mọi người có thể mua vé online qua cái kênh fanpage của Fish and Dust thì mình sẽ báo ở trên này. Với những cái tên sau đây đó là Night, Sticking Head, The Love, K-Lab, CST, Seven Uppercut và đặc biệt là Fish and Dust. Không biết nó sẽ như thế nào mà tôi cực kỳ tôi muốn bay về để mà tôi chơi cho đã một đêm, tại vì tôi thèm cháy trên sân khấu quá rồi. Thì thời gian này thì đang là Spring Break ở bên Mỹ và mình nghỉ cả tuần lễ, không có phải đi học, nên là chắc hẳn sẽ có thời gian rất là nhiều. Hy vọng là sẽ ra mắt một số clip quay những cảnh ở thành phố đang sống, rồi cũng như là chia sẻ những điều mà theo mình suy nghĩ. Và đặc biệt hơn là nếu mà các bạn muốn mình chia sẻ về những vấn đề gì, các bạn có thể comment trực tiếp tại lên YouTube hoặc là lên Facebook ở đây, thì mình sẽ cố gắng làm, như là hy vọng là các bạn đóng góp cho mình ý kiến nhiều để mình có thể làm vlog tốt hơn, hay là chia sẻ những cái cảnh mà các bạn muốn nghe kỹ càng hơn. Thì không biết phải nói sao, tạm biệt các bạn và gặp lại. Oh yeah.